Bonsai Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai của toàn quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay Bonsai Huy lại chia sẻ tới tất cả quý vị yêu cây trên cả nước một loạt những cái tác phẩm cây cảnh rất là nghệ thuật. Và vừa chia sẻ và Bonsai Huy sẽ báo giá để giao lưu với tất cả quý vị yêu cây trên cả nước. Kính thưa quý vị, đầu tiên quý vị hãy chiêm ngưỡng một tác phẩm đang trong quá trình xây dựng quý vị nhé. Đây là cái tác phẩm một cây xanh Nam Điền rất tiềm năng. Thưa quý vị, là tác phẩm này thì đã có đầy đủ hết rồi, các chốt rồi. Cái này chỉ đợi sang năm thôi là chúng ta có thể là chơi được rồi. Một cây xanh có cái đường chân bệ và đường thân cực kỳ dị, có một cái chút gì đó nhìn trông như là một cái cụ rùa quý vị ạ. Vị có nhìn thấy không, mình rùa, đầu rùa đang ngoái đầu lên trông như thần kim quy quý vị ạ. Và một tác phẩm cây xanh Nam Điền này hiện nay cao xong xuôi cái này thì cao khoảng 40 phân quý vị nhé. Hiện nay xấp xỉ 40 phân và đang nằm ở trong cái chậu cũng khoảng rộng 40 phân, cực kỳ tiềm năng. Ok, xanh Nam Điền già lắm rồi, chân móng quý vị này. Cây này cũng đã gài đá rồi nhưng mà sắp tới Bonsai Huy sẽ gài cái đá thật nghệ thuật được, cho chân bệ chặt chẽ. Thì đây là cái tác phẩm bonsai mini xứng đáng để chơi. Và kính thưa quý vị, cái tác phẩm này Bonsai Huy gửi tới quý vị cái giá 13 triệu quý vị nhé. 13 triệu cho một cái tác phẩm rất tiềm năng này. Và lại còn rất già nữa. Cây nghệ thuật nha quý vị nhé. Quý vị phải nên nhớ đây là cái hàng nghệ thuật. Xanh Nam Điền nhưng mà nghệ thuật. Tuy là gần xong thôi nhưng mà cái tiềm năng rất là lớn. Kính thưa quý vị sẽ đến một cái tác phẩm một cây xanh long con. Đây là cây long con hiếm có. Bởi vì quý vị nhìn cái đường nét của cái cây long con này. Nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ các đường nét của một cây lớn. Bông mạch lạc, thoáng đãng. Và đặc biệt là hàng cốt chậu. Quý vị ơi, xanh Nam Điền nhỏ thế này mà cốt chậu như này. Thì quý vị vào có hiếm không? Đây là đồ chơi VIP rồi quý vị ạ. Đồ chơi VIP rồi. Quá ấn tượng luôn quý vị ạ. Thì tác phẩm này thì quý vị hãy điện cho Bonsai Huy nhé. Hôm qua cái số điện thoại 0384 252 361 và một số nữa 0355 55 26 936. Để được viết giá. Và Bonsai Huy sẽ mời quý vị ngắm một cái tác phẩm tiếp theo, một cái xanh Nam Điền dáng siêu nữa. Đây cũng là một cái cây xanh sang năm cũng chơi được rồi. Một cây xanh hiện nay cũng cao từ mặt chậu lên, cũng khoảng hơn 30 phân. Và cái tàn ngang thì rộng lắm khoảng 60 phân quý vị nhá. Một cây xanh Nam Điền khá là nghệ thuật. Nhỏ thôi nhưng mà cái đường nét mạch lạc rõ ràng, không bị rối rắm. Nhỏ hay to nhưng mà quan trọng chúng ta diễn làm sao để cho cây mạch lạc rõ ràng. Bông nào ra bông đấy, chi nào ra chi đấy. Và nhìn ngắm được đường thân thì thế mới đẹp quý vị ạ. Kính thưa quý vị, tác phẩm này Bonsai Huy gửi tới quý vị cái mức giá 11 triệu 500 quý vị nhé. Sang năm là được chơi rồi, một cái hàng bonsai mini xứng đáng để sưu tập. Và kính thưa quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cây long con. Xin lỗi quý vị, đây là tầm trung chưa phải là con, bởi vì vừa nãy có cây long nhỏ kia. Nhưng đây là cây long lùn, cây chỉ cao khoảng 60 phân thôi.
bóng dáng vô cùng đẹp. Đây là hàng chỉ vực chơi quý vị nhé, đang đâm lộc rất là khỏe. Quý vị nhìn thấy đường chân này, những cái nét độc đáo, những cái nét kỳ dị, và đặc biệt là những cái rêu phong thể hiện tuổi cây, và các chốt đóng chốt rất to, cân đối với tỉ lệ cây. Tác phẩm này Bò Xà Đa Huy xin phép quý vị không báo giá, quý vị cứ liên lạc Bò Xà Đa Huy. Bò Xà Đa Huy sẽ có cái mức giá ưu ái cho quý vị nhất. Quý vị quan trọng là quý vị hợp gu quý vị. Bò Xà Đa Huy sẽ gửi tới quý vị một cái tác phẩm, một cây xanh dáng phong tranh vô cùng đẹp, một cây xanh quê quý vị nhé. Quý vị ơi, một cây xanh quê cao từ mặt chậu lên khoảng độ 85 đến 90 phân, và cái tàn ngang khoảng hơn mét quý vị nhé. Quý vị nhìn cái bóng dáng này vô cùng bắt mắt. Với cái bóng dáng một cái cây xanh quê hoàn thiện như này, một cái nét phong tranh đẹp như này, và một cây tràn chậu quý vị nhé. Đây là cây hàng cây tràn chậu. Chất lá cũng rất là đẹp. Cây xanh quê đẹp như này mà quý vị, chúng ta dần dần chúng ta phải tôn trọng xanh quê, bởi vì xanh quê nghệ thuật đẹp thì chúng ta càng được trân trọng. Và kính thưa quý vị, thời gian sẽ trả lời quý vị là chỗ đứng của xanh quê như thế nào. Xanh quê thì khắt khe hơn xanh làm điền, phải đòi hỏi xanh quê phải nghệ thuật, phải già, bởi vì đạt cái độ tuổi già thì xanh quê rất là đẹp. Xanh quê còn non thì không quý quý vị ạ. Đấy, quý vị nhìn mặt lao của tác phẩm cũng rất là đẹp. Và tác phẩm này Bò Xà Đa Huy xin gửi tới quý vị mức giá 16 triệu quý vị nhé. 16 triệu một tác phẩm xanh quê như này. Kính thưa quý vị, nếu xanh làm điền thì kính thưa quý vị chắc hẳn đây sẽ là tiền trong. Quý vị có công nhận với Bò Xà Đa Huy không? Bò Xà Đa Huy gần như cái giá thanh lý cho quý vị 16 triệu. Để quý vị, những ai yêu thích xanh quê, quý vị hãy đầu tư cái mức giá rất là rẻ và chỉ việc chơi thôi. Và hàng này thì hàng đồ già, đồ chất, chắc chắn còn sinh lời quý vị nhé. Thì thưa quý vị, phía sau đó là một cái tác phẩm cây dưới, một cái dưới dáng quần thụ, có ba thân chính và rất nhiều tử xung quanh. Thì cây dưới cũng khá hoàn thiện rồi, bóng dáng quý vị này. Hiện nay đang kê cái cây xanh này hơi che mất mặt chính một chút. Quý vị hãy chiêm ngưỡng cái đường nét, một cây hoàn thiện. Chiều cao từ mặt chậu lên khoảng 1m2 và bóng tàn thì cũng khoảng 1m5, 1m6 gì đấy. Một cây khá to. Cây này phải hàng cẩu rồi, không thể khiêng được rồi. Một cái dưới nghệ thuật như này, cái này thì thay một cái chậu đẹp thì tăng lên cái giá trị rất nhiều. Và cây này đi chơi được rồi. Thì kính thưa quý vị, một cái tác phẩm dưới to như này, đẹp như này, mà dưới thì cây hoàng anh mộc thì lại chơi phong thủy nữa. Và hiện nay thì mọi người đã coi trọng dưới hơn. Và quý vị thấy là vừa rồi rất nhiều cái cuộc mua bán về dưới, và dưới đang tạo lên một cơn sốt dưới. Thì kính thưa quý vị, cái tác phẩm này Bò Xà Đa Huy xin gửi tới quý vị cái mức giá 19 triệu. Không phải vì sốt đâu mà cao đâu, cái mức giá rất là ok thôi cho những ai yêu thích dưới. Quý vị hãy nhìn kỹ tác phẩm dưới này. Cao 1m2 đến 1m3 nhé. Một cây hàng cẩu nhá, không thể khiêng tay được đâu. Bò Xà Đa Huy hôm nay mạnh dạn gửi tới quý vị một cái đồ chơi VIP, một cái xanh cổ vô cùng đẹp, một cái long cổ. Những thông tin xa trước thì Bò Xà Đa Huy không
giới thiệu đâu, nhưng thước phim này chia sẻ với quý vị, và quý vị nào yêu thích thì cũng có thể Masada Huy, nếu gặp những người tâm huyết thì Masada Huy nhượng được. Và kính thưa quý vị, đây là đồ này Masada Huy dọi cho quý vị để quý vị xem là đồ chất như này, những cái lưu cơ điện thì quý vị đủ hiểu là cây dài như nào. Lét chùn ra voi này khủng khiếp. Một cái đây đang thân đang phát lưu rất nhiều, quý vị nhìn những đường méo. Một cây long lùn nhá, hàng cốt chậu nhá, cây rất già quý vị ạ. Cây cao từ mặt chậu lên khoảng đâu đó khoảng 1 mét, sắp xỉ 1 mét. Và bóng tàn thì khoảng 1 mét rưỡi quý vị nhé. Chiều cao đâu đó khoảng 1 mét, sắp xỉ 95 đến 1 mét. Cây long cổ vô cùng giá trị. Quý vị nhìn thấy các bông này, quả phúc. Đây là đồ chơi tranh cổ xứng đáng để sưu tầm. Tác phẩm của Masada Huy đặt tên là Ngũ Phúc Sinh Tài. Thì cây ngũ phúc là cây năm bông, tượng trưng cho năm cái phúc. Có phúc thì sẽ có tất cả. Quý vị hãy chiêm ngưỡng mặt sau. Các chốt đóng chuẩn chỉ và tỷ lệ rất là cân đối. Quý vị ơi, quý vị nhìn thấy cốt chậu này. Đồ này không có nhiều quý vị nhé. Hôm nay Masada Huy thì những cái tác phẩm rất là yêu thích, nhưng mà còn một cái chút khó khăn nữa, nên là mạnh dạn để báo giá quý vị. Để quý vị yêu cây, nếu quý vị yêu thích thì Masada Huy cũng có thể nhượng cho quý vị được. Và tác phẩm này Masada Huy xin phép không báo giá. Và quý vị yêu thích, quý vị cứ liên lạc với Masada Huy. Và tiếp theo cũng là một cái tác phẩm, một cây xanh nam điền cổ nữa. Tác phẩm này không nói quý vị cũng đủ hiểu là tác phẩm đẹp như nào. Đồ chơi, chỉ việc chơi. Và một cây hàng thi đấu rồi. Cây đi tham dự rất nhiều cuộc triển lãm. Và tác phẩm này thì đã được làm theo lối tản vân. Một cây cổ như mà được xé tán, làm cho các mảng miếng được tách bạch, tăng thêm cái yếu tố nghệ thuật chiều sâu cho tác phẩm. Và tác phẩm nhìn ở góc cạnh nào cũng đầy cuốn hút. Thực sự là đồ chơi này thì những ai am hiểu đồ thì chắc chắn là không thể rời mắt được những cái đồ này rồi. Vậy nhìn này, những cái nét điểm chùn da voi. Và một cái điểm này nữa mới làm cho tác phẩm giá trị. Đây là những cái lưu cơ điện khiếp thật quý vị này. Đây là những cái lưu mà chỉ có cây rất già mới có những cái lưu này quý vị nhé. Tác phẩm này cao từ mặt chậu lên thì khoảng 75 phân. Và bóng tàn thì khoảng ngang 1m1 quý vị nhé. Tác phẩm này cũng xin phép quý vị là không báo giá. Vì cứ yêu thích thì sẽ gửi tới quý vị mức giá ưu ái nhất để quý vị về chơi. Masada Huy sẽ gửi tới quý vị một cái tác phẩm cây xanh nam điền hạt. Một cây xanh nam điền hạt nghệ thuật quý vị nhé. Cây từ mặt chậu lên trên đỉnh tàn khoảng 40 phân. Và tàn đổ thì khoảng tầm khoảng 75 phân gì đó, từ mặt ngọn để xuống dưới tại đỉnh dưới ngọn tàn đổ. Cái xanh dáng thác đổ. Và tác phẩm này thì có cái nét cốt chậu và một cây nghệ thuật nha quý vị nhé. Đây là hàng nghệ thuật. Tác phẩm này Masada Huy gửi tới quý vị mức giá 5 triệu. Trồng ở chậu tàu rồi, chỉ việc chơi thôi. Vừa chơi và vừa còn cái quả phúc kia thôi. Quả phúc kia sẽ làm đầy hơn, đẹp hơn. Thì tác phẩm cũng gần như cơ bản rồi. Đây, cái cây xanh đem điện hạt nhé.
đồ chơi rất là ít tiền thôi, cho những quý vị yêu thích những cái nét nghệ thuật. Và tiếp theo một tác phẩm xanh quê, xanh quê hình thú quý vị nhé. Cây có cái đường nét khá là riêng và cái độ già thì quý vị hãy chiêm ngưỡng này, nhỏ thôi nhưng mà rất già. Và chia sẻ với quý vị là tác phẩm là bonsai đá huy làm từ bé quý vị nhé. Và kính thưa quý vị có tin được không, bonsai đá huy làm 25 rồi đấy, 25. Ngày trước ở cái chậu nhỏ, mới sang cái chậu này được mấy năm thì cây cứ ở cái chậu nhỏ thôi nên là cây lớn rất chậm. Và cũng ngày xưa thì dài nên là cắt đi làm lại, hiện nay thì về một tương đối rồi nhưng theo thời gian còn đẹp hơn nữa. Tác phẩm này bonsai đá huy gửi tới quý vị mức giá 2 triệu quý vị nhé. Và bonsai đá huy gửi tới quý vị một tác phẩm ruối, chắc chắn là trong hình thì quý vị nhìn thấy không muốn rời mắt cái tác phẩm này. Cái ruối đẹp lắm quý vị ạ, cái ruối song long trầu nguyệt, hoặc là quý vị yêu thích thì quý vị có thể đặt là tỉ muội hoặc là song thụ, tùy mỗi quý vị. Nhưng về cơ bản tác phẩm ruối đã có một cái bóng tàn hoàn thiện rất lâu rồi, bóng tàn làm được cái này thì công phu lắm quý vị ạ. Cây cao từ mặt chậu lên 1 mét, tàn ngang cũng khoảng 1 mét. Cái này nhìn là tứ diện thì đều rất là cuốn hút. Mà cây ruối hàng quả quý vị nhé, đây này đang ra quả rất nhiều này, đây hoa quả này quý vị này, đây hoa quả đấy, còn rất nhiều những cái lụ ni ti nhé quý vị nhé, những cái lụ ni ti rất nhiều. Đây là hàng ruối quả quý vị ơi. Tác phẩm này bonsai đá huy gửi tới quý vị mức giá 13 triệu. 13 triệu cho một tác phẩm ruối đẹp như này. Quý vị không chơi thì còn chơi cái đồ gì nữa. Bonsai đá huy sẽ gửi tới quý vị một phôi xanh đam điền. Đây là cái phôi xanh đam điền hàng bonsai. Cây lùn nhưng mà bệ rất là to quý vị ạ. Cây này xong xuôi, cây này cũng chỉ cao khoảng sấp xỉ 40 phân thôi. Nhưng cái ngang thân này cũng khoảng 20 phân rồi quý vị này. 20 thân thì tức là vành 60. Một cái xoài đam điền khá là già quý vị nhé. Phô này sau sẽ là cái cây mili rất là đẹp. Tác phẩm này bonsai đá huy gửi tới quý vị mức giá 8 triệu. Rất là đầm đủ. Và tiếp theo một tác phẩm cây xanh nam điền, một cây xanh nam điền dáng lão. Đây là cái hàng được làm theo lối cổ, một cây lão địa y lên thần ngọn rồi quý vị ạ. Và một cây hoàn thiện như này thì cũng mất rất nhiều công. Tác phẩm này còn rất nhiều cái tiềm năng đó nữa, nên chúng ta có thể là gài đá vào chân và chúng ta có thể là làm tiểu cảnh tàn bay này, soi bóng nước cũng rất là đẹp. Thưa quý vị, một tác phẩm xanh nam điền rất nghệ thuật thế này thì cái mức giá bonsai đá huy gửi tới quý vị, giá cái xanh nam điền này là 17 triệu quý vị nhé. Tác phẩm này thì thay cái chậu đẹp, cây này còn đẹp hơn nữa. Bonsai đá huy gửi tới quý vị một tác phẩm, một cây xanh nam điền. Thì cây xanh nam điền hai thân và có một cái tử quý vị ạ. Đây có thể là gọi là một cái gia đình hạnh phúc, có người cha, người mẹ và người con. Thì thưa quý vị, cái tử thì bonsai đá huy mới đóng. Nhưng mà cây cảnh thì chỉ mang cái nét tượng hình thôi. Còn nhiều quý vị thì lại thắc mắc bảo là cây thì
vợ chồng sao lại dính liền với nhau. Nhưng mà kính thưa quý vị, theo thời gian thì có hai cây có tách rời ra thì sau thời gian cũng liền nhau hết. Nên chúng ta cây cảnh nó phải là một nét tượng hình để chúng ta gửi gắm vào đó, thổi hồn những cái điều mà chúng ta mong ước trong cuộc sống. Thì đây là một cái tác phẩm, một cái thể hiện cho cái yếu tố gia đình, có người chồng, người vợ và người con. Cha mẹ đang che chở, nuôi đấng cho những đứa con thân yêu của mình. Một tác phẩm tranh Nam Điền, tranh Nam Điền cổ mà lại còn nhân văn nữa quý vị ạ. Bóng dáng quý vị nhìn thấy này, chỉ vực chơi thôi, một cây mạch lạc rõ ràng rồi này, hai thân đồng điệu, cây ta cao từ mặt chậu lên khoảng 1m1 và tàn ngang thì khoảng độ 1m4, 1m5 quý vị nhé. Vô cùng giá trị, quý vị đến gần để xem chiêm ngưỡng cái tem cây này. Đồ này có chất không quý vị? Tác phẩm này thiếu mỗi cái chậu đẹp thôi. Tác phẩm này sang cái chậu đẹp gọn hơn thì tác phẩm còn đẹp hơn rất nhiều quý vị nhé. Đây là mặt sau của tác phẩm. Và quý vị hãy chiêm ngưỡng kỹ tác phẩm này. Những ai yêu thích cái dáng cổ, ngoài cây cổ ra thì cây còn mang một cái yếu tố nhân văn rất là cao. Một cái gia đình hạnh phúc, hay là có thể gọi là cũng mượn cái tác phẩm cây của anh Thùy, Phu Thê Dưỡng Tử. Đây cũng là một cái cây phu thê đang dạy con dạy cháu dưỡng tử. Kính thưa quý vị, Bonsai Đắc Huy vừa gửi tới quý vị một hàng loạt những tác phẩm bonsai rất là chất lượng. Thì quý vị nào yêu thích tác phẩm nào, quý vị hãy liên lạc với Bonsai Đắc Huy thông qua cái số điện thoại 0384252361 và một số nữa 0355552936 để được biết giá cũng như giao lưu những tác phẩm quý vị yêu thích sớm nhất. Bonsai Đắc Huy sẽ đưa ra cho quý vị những cái mức giá ưu ái cho quý vị để quý vị sở hữu những tác phẩm về chơi. Thì đến đây Bonsai Đắc Huy xin phép được dừng lời đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.